Hello, mến chào cô chú anh chị ha. Hôm nay nhà đi tham quan Vũng Tàu. Ở đó bụng quá mà thèm cơm. Trong khi xung quanh đây họ bán cái gì bánh khọt, bà tám, rồi mấy cái món khác không à. Đó, rồi mấy cái món lẩu cá đuối, có nhậu này nọ. Đó, đây là cái đường Hoàng Hóa Thám nè cô chú anh chị. Đó, nhà cá biển ha, nhà kiếm cá biển nha ăn. Đó, đây nè, cá biển. Thì đây có cá biển chiên. Đó. Trứng này nọ, mấy món như kiểu Sài Gòn vậy đó. Đó thì nhá, ăn cái cá dưới đây nè, chị nói là cá bạc má. Đó, dĩa này là 40.000 ha, 40.000. Còn cá trên đây là 45-60 này nọ. Đó, rồi ở đây là cái món giống ở Sài Gòn. Đó, mấy cái món này giống Sài Gòn, gà này nọ. Đó, chị đi du lịch ha, nhưng mà rất là thèm cơm. Đó, tại vì ăn cơm nó mới no bụng. Đó là các khi nào mà rảnh rảnh thì ăn mấy cái món bánh khọt Vũng Tàu này nọ cho cô chú chị xem. Rồi giờ vô trong quán ăn ha, xe nhỏ nè. Rồi giờ vô quán ăn cô chú chị. Rồi chị để đâu rồi, để đâu rồi chị? Ok, để đây đi, để thoáng đi ha. Ok, cơm nóng rồi cô chú chị. Đó, đường này là Hoàng Hóa Thám nè, cơm nóng ngon lành luôn ha. Đó, xe cộ mình để đó. Đó, giờ chị lấy cho mình ăn cho chú chị đây, đói quá, đói quá đói ha. Đó, ngon luôn nè. Đó, ngon lành không, cơm cho chắc bụng. Đó, ăn bánh khọt này nó không no ha. Rồi, chả mới được à chị, chả nè, dĩa cơm đó, rồi có nước tương này nọ, thích ăn thì mình ăn ha. Rồi khung cảnh phía ngoài đây là nhà, đây đó, ở Bà Rịa nha, cũng ăn cơm ha. Bây giờ ở đây cũng ăn cơm luôn, cái gì chỉ có cơm mới chắc bụng thôi. Đó, giờ để đây ăn, mời cô chú chị cùng ăn với nhã nha. Đó, đó, thôi rồi, để nhau lấy muỗng nữa. Có muỗng có nĩa rai. Đây là cái bút điện. Cơm này nó ra hết rồi nè. Đó, bây giờ nhá chế biến ha. Đây, muỗng múc cá qua, chan vô. Cá này là cá biển ha, mình đi xứ biển thì mình phải ăn cá biển, thì nó là cá bạc má. Cá bạc má của chú chị. Rồi chan vô dứt luôn, thử miếng coi ngon không. Cũng được ha. Được. Đó, ở đây có đậu đũa xào giá. Khung cảnh phía ngoài đường, đây là đường Hoàng Hóa Thám, chỗ này nó cách biển chừng cỡ đâu cây số của chú bác. Rồi chúng ta cùng ăn nhã ha. Đổ quá. Ăn thôi, ăn thôi. Cá. Ngon. Quá ngon cô chú anh chị. Bỏ cá vô cái vịt nó khác biệt nè. Cá bạc má ha. Nó đi xứ biển phải ăn cá biển.
Còn như ở trên ở Sài Gòn thì ăn cá sông ha. Về quê Tây Ninh ăn cá đồng. Rồi giúp luôn cho chú Tiệt, quá ngon. Hồi niêm cũng hợp khẩu vị ha, mặn mặn. Cá. Con cá này là 40.000 á. Chạy ra tiền Mỹ là cỡ 1 đô 80 sen cho chú bác. Cái canh này. Canh này hơi lã ha. Không cảnh thương ngoài. Cho nhỏ đậu. Đây mặt nó lại hello. Cái tiếp rồi chú chị. Tiếp hành. Cũng ổn rồi chú bác. Cơm ở thành phố biển Vũng Tàu. Mặt trời nó đi ngắm biển á. Giờ ăn cơm. Cơm phố biển. Nói chung là cũng vừa miệng rồi chú bác. Quanh ngoài đó người ta bán gì? Xe máy cũ hả? Mua bán trao đổi là xe máy cũ. Còn đây là quán ăn, bé ngân, bánh canh ghẹ, củ tứ mật, cà phê pha mái. Nó hay có mấy cái món này cũng đó, nhưng mà ăn không có no ha. Nhà ai nhớ thích ăn cơm, chắc bụng, tối về khách sạn ngủ được. Rồi nhớ ăn tí nữa nha. Ngon quá. Ngon. Trong ngoài luôn. Cá còn sống. Ok. Đây, nó là cách ăn xong ra nè các bác. Ba người ăn gần 200.000 đó. Hơi mắc ha. Rồi, thì cảm ơn cô chú anh chị các bạn nhiều nha. Chúc cô chú anh chị các bạn khỏe và nhiều niềm vui trong công việc, cuộc sống mình nha. Bye bye, see you again.